Vâng, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Lời đầu tiên thì rất là xin lỗi các bạn, một số anh chị các bạn đã hẹn các anh chị các bạn gửi cái hạt dâu. Hôm nay thì mình lấy ra nhưng mà có vẻ là để như cái chỗ nó bị hơi xương, nó bị hơi mốc cái này. Ở đây là một những cái hạt dâu tây Nhật Hana gì ha, do chính tay mình lấy cái chọn cái quả mà nó chín và cái hình nó đẹp, mình lấy cái hạt và mình hy vọng là khi mình gửi đến các bạn thì các bạn sẽ gieo ngay nhá. Thì mình sẽ gửi cho hai bạn. Hôm nay thì có hai bạn mình sẽ gửi. Đây này, có một bạn tên là Tuấn, bạn không ghi họ tên nhưng bạn nói là em nè, em ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, em tên Tuấn. Bạn không ghi họ tên luôn. Còn một bạn nữa, một bạn cũng xem kênh của Khánh Hân TV. Bạn này thì là Trần Hữu Kha, ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bạn này gửi qua Zalo, mình sẽ gửi cho các bạn. Thì cái việc mà khi các bạn nhận hạt đó thì các bạn dùng các cái nhíp nhỏ các bạn nhé, các bạn gãy ra, gãy nhẹ, nhìn như vậy nhưng mà nó có gần cả 100 hạt đó các bạn nhé. Thì nó chỉ cần lên được khoảng, mình hy vọng lên chỉ 1% thôi. Thì các bạn cũng có thể là sau này nhân giống ra những cái hạt dâu đấy các bạn này, nhẹ nhẹ nó đã văng những cái hạt này ra rồi này. Đấy. Bạn nên nhớ là chỉ cần 1 đến 2 cây trong số đây các bạn chăm lên được thì sau này các bạn có cả vườn dâu tây nhé. Và các bạn nên nhớ là những cái cây dâu tây tại vườn nhà mình luôn. Mình đã chọn những cái quả chín, hạt nó rất là chắc và quả chín và nó đạt cái độ tuổi. Nhưng mà hôm vừa rồi mình để ngoài cái chỗ cái tấm tôn nó bị hơi xương thì nó bị mốc cái chỗ này, không biết là thế nào nhưng mà mình hy vọng là các bạn kiên trì nhá, các bạn kiên trì, các bạn gieo cho nó lên. Mình khá là bận và mình cũng muốn là khi mà nhận được những cái mình muốn là khi mà gửi này thì có để cho có một vài bạn thì mình sẽ đi gửi luôn đó các bạn, chứ mình đi một bạn thì nó cũng thể công mình đóng gói và đi ra ngoài chỗ gửi á. Nên mình hứa các bạn là chờ một có vài bạn thì hôm nay mình sẽ đóng cho 2 bạn là mình sẽ gửi các bạn nhá. Mình sẽ bỏ vào cái túi ni lông, sau đó bỏ nó phong bì. Bỏ phong bì rồi mình sẽ ra mình gửi, và các bạn lưu ý là khi mình nhận thì các bạn trả tiền ship giúp mình nhá. Chắc là nó tầm khoảng mất khoảng 15.000 cho các bạn nhé. Thì đấy, mình đóng như này các bạn này. Các bạn nhớ là về là lấy hạt và gieo ngay nhé. Các bạn cố gắng, nếu như mà các bạn đã từng gieo rồi thì ok. Còn nếu các bạn chưa biết cách gieo thì có thể inbox, mình cũng nói cái cách cho các bạn gieo. Và các bạn phải có niềm tin nhé. Cố gắng, các bạn phải kiên trì, chứ còn không kiên trì thì các bạn không làm được dâu tây đâu. Phải rất là kiên trì các bạn nhé. Đây, mình bỏ vào 2 phong bì và sẽ viết tên 2 bạn. Bạn tên Tuấn nhá, và bạn là Nguyễn Hữu Kha. Đây như thế này các bạn này. Đó, mình bỏ trong như thế này thôi này. Đấy. Các bạn nhìn yên tâm là hạt giống Nhật Hana do chính tay mình lấy hạt các bạn nhé. Các bạn yên tâm là không sợ, bởi vì mình đã từng biết được cái nỗi đau của mình rồi. Dâu tây khổng lồ với cái gì đó mà nó lên fanpage nó lừa đảo rồi nó bán mấy cái hạt dâu mà mình thấy nó cũng người Việt mình kinh khủng quá. Nói chung lừa cả mấy hạt dâu, bán cả mấy hạt dâu tây mình thấy kinh khủng quá. Ở đây mình lấy rồi mình đúng hạt chuẩn rồi mình cho các bạn luôn, mình tặng các bạn luôn nhé. Đấy thì nếu các bạn là thấy mà nó vui vui thì đừng quên like nhé, và các bạn chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp mình. Đây thì ít nhất thì mình cũng bỏ vào 2 cái phong bì mới ha. Đấy, và cũng lấy hạt dâu tây rồi gọt vỏ rồi, nói chung cũng khá là nhiều công phơi này khác. Mình bỏ những cái tờ giấy ấy, nhưng mà nó bị không vừa rồi nó sao nó bị mốc xíu thì các bạn cũng không quá là lo lắng nhé, để yên tâm. Nói chung là kiên trì thì chắc chắn là mình nghĩ là nó sẽ lên này ha. Mình sẽ ghi tên 2 bạn. Bạn này là cái này thì 2 bạn như nhau, mình cắt đôi, một quả thì cắt đôi các bạn nhá. Một quả cắt đôi tức là mình một quả khi mà lấy mình sẽ là mình kiểu như mình lấy ra rồi mình phơi, bây giờ mình cắt đôi ra thì sau này các bạn mà làm cái kết quả thì inbox cho mình nhé, để mình biết là mình gieo hạt nó có mát tay không các bạn nhá. Thì nếu như các bạn mà có khả năng mà gieo những cái mầm sống đó, thì các bạn là người rất có năng lượng các bạn nhé. Thì các bạn hãy tập cách là gieo mầm sống từ những cái việc mà những cái việc mà mình đưa cho các bạn những hạt dâu tây. Bởi vì dâu tây thì nó hơi khó, nếu mà gửi cây xa là nó dễ chết các bạn nhé. Nhưng mà dâu tây Nhật Hana của mình thì là một cái giống cao cấp rồi. Bạn này là gọi là em Tuấn đi. Đấy, em Tuấn. Ủa, sao nó lại không có mực thế này? Cái bút của mình sao lại không có mực thế này? Các bạn phải hết sức kiên trì các bạn nha. Đây, cái này là em Tuấn này. Còn sau các bạn nên nhớ là viết họ tên giúp mình, chứ mình cũng không biết bởi vì mình có số điện thoại các bạn đây. Tuấn, số điện thoại là 09, số điện thoại là 07 09 8 90 39 51 ấp An Phước. Cái này thì chắc là ngày mai mới đi gửi được các bạn. Hôm nay là ngày 17 ha, thì ngày mai 18, bởi vì bây giờ thì là đã là 5 giờ chiều rồi. Bên không biết là bên chỗ GNT họ còn làm không, do là mình đi làm công việc nhà nước về đó, nó cũng hơi muộn xíu, đúng là chưa hết giờ hành chính nhưng mình về, cho nên các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình nhá, chứ không phải là mình cố tình là mình ấy đâu. Xã An Ngãi, huyện Long Điền. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, vậy là em Tuấn nhá. Các bạn, một bạn tên là em Tuấn. Cũng không biết là em hay anh nhưng mà nói chung là tên là Tuấn. Rồi. Sau đến một bạn thứ hai thì ở Thừa Thiên Huế, bạn này thì có comment ở trên cái kênh của Khánh Hân TV này. Là Trần Hữu Kha. Trần Hữu Kha. Mình hy vọng là các bạn sẽ nghe số điện thoại để nhận giò hạt dâu các bạn nhé. Trần Hữu Kha. Số điện thoại là 036 807 8516, 036 807 8516. Thì mình sẽ đăng cái video này trước. Các bạn mà nếu mà các bạn xem video thì các bạn nên nhớ là chờ nhận hạt rồi các bạn về gieo ngay nhá. Mình sẽ gửi qua GNT. Và các bạn nên nhớ là trả tiền ship giúp mình. Mình không có lấy tiền các bạn nhá. Vì mấy hạt dâu tây đối với mình nó không bao nhiêu đâu. Mình chỉ hy vọng là mình gieo hạt để các bạn nhận lại được cái giá trị, đó là các bạn hãy gieo được những cái hạt dâu và các bạn làm được cả vườn dâu, các bạn nhân lên hạt dâu. Bởi vì những cái cây dâu mà nó khi đến mùa nó đẻ là nó đẻ rất nhiều các bạn nhé. Thì các bạn chỉ bằng cách là bền là các bạn chỉ có chịu khó trồng, cái dâu lên đó, bởi vì mình đã trồng rồi các bạn, nó lên được khá là mạnh. Ồ, lại cái này là lại cái số nhà đó, số nhà, cái đây còn số nhà nữa. bạn Trần Hữu Kha, bạn nó viết số nhà 8, số nhà 8 Kiệt. Ủa, chắc lại mất cái phong bì à? Số nhà 8 Kiệt, số nhà 8 Kiệt 545 Nguyễn Tất Thành. Thì mình viết như này thì người ta còn làm một cái đơn nữa các bạn, người ta làm một cái giấy này, cho nên là mình hy vọng là 545 Nguyễn Tất Thành. Hy vọng là như vậy các bạn ha. Thì mình là số điện thoại của mình này, đây là mình là kênh Khánh Hân TV ha. Đấy, 0905243033. Đấy. Không 0905243033. Đó thì các bạn nhớ, bạn nào mà xem mà nếu mà thích thì các bạn cứ inbox cho mình nhé. Thì một số bạn sẽ nhận được, hôm nay thì mình sẽ gửi cho hai bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ha. Nói chung là mình cũng khá là bận, các bạn tranh thủ thôi các bạn nhé. Các bạn nên nhớ lần sau là các bạn cung cấp địa chỉ đúng cho mình, ví dụ như là tên, tuổi, tên của các bạn này, tên họ, tên này, số điện thoại và số nhà đầy đủ các bạn nhé. Ok.